Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những phút giây tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Quý vị thân mến, trụ sở cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt quốc gia cho biết, dưới ảnh hưởng của lượng mưa lớn, một trận lũ thảm khốc đã xảy ra ở thượng lưu sông Kênh Tứ Xuyên và các nhánh của sông Nam Giang. Ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt cấp độ 4 đã được đưa ra và nhóm công tác chung của Bộ Quốc phòng ở khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa của Tứ Xuyên đã nhanh chóng di chuyển đến Quảng Nguyên và Bông Dông để hỗ trợ và hướng dẫn lũ lụt công tác phòng chống, cứu hộ, cứu trợ và khắc phục hậu quả của thiên tai. Theo quan trắc, dưới ảnh hưởng của lượng mưa, lũ lụt trên mức cảnh báo đã xảy ra trên các sông như dòng chính của thượng nguồn sông Khuy Giang ở Tứ Xuyên và các phụ lưu của nó là Nan Giang, En Giang River, Xiang Tao Giang và Đông Tao Giang. Phụ lưu thượng nguồn của Han Giang River ở Thiểm Tây và sông Kim Sa ở Vân Nam từ 4 đến 5,27 m. Trong đó, sông Nam Giang có lũ vượt kỷ lục lịch sử và sông Xiang Tong có lũ vượt quá mức nước đảm bảo. Vào lúc 13 giờ ngày hôm qua, mực nước đỉnh lũ là 368,2 m tại trạm Thủy Văn Nam Giang, vượt quá mực nước đảm bảo là 4,41 m và tốc độ dòng chảy tương ứng là 15.000 m khối trên giây trong chu kỳ hơn 100 năm. Vào lúc 12 giờ ngày hôm qua, mực nước đỉnh lũ là 55,23 m xảy ra tại trạm Thủy Văn Xiong Tong Yan King Yu, vượt quá mực nước đảm bảo 0,23 m, đứng thứ hai kể từ khi thống kê số liệu đo được vào năm 1965. Hiện các sông nói trên đã rút xuống dưới mực nước cảnh báo. Văn phòng Ủy ban Giảm nhẹ thiên tai quốc gia cho biết, tính đến 15 giờ ngày hôm nay, các trận mưa xối xả, lũ lụt, gió và các thảm họa mưa đá kể từ đầu tháng đã ảnh hưởng 7,545 triệu người và 49 người đã chết do chịu các thảm họa, 21 người mất tích, 307.000 người phải chuyển đi tái định cư khẩn cấp và thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 6,39 tỷ nhân dân tệ. Trong đó, 21 người ở Tứ Xuyên chết do thảm họa, 17 người mất tích và hơn 260.000 người phải di rời khẩn cấp, 20 người ở Thiểm Tây chết và 10 người mất tích, 26.000 người phải di rời và tái định cư khẩn cấp, còn lại là ở các địa phương khác. Kể từ ngày đầu tháng, đã có hai đợt mưa lớn trên diện rộng ở một số khu vực của Trung Quốc, bao gồm thời tiết đối lưu mạnh cục bộ như dông bão và gió mạnh ở các khu vực như Hà Bắc, Sơn Tây, Nội Mông, Cát Lâm, Hắc Long Giang, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam, Tây Tạng, Thiểm Tây, Cam Túc, Thanh Hải, Ninh Hạ, Tân Cương và 20 tỉnh, khu tự trị và thành phố tự trị, 105 thành phố quận tự trị, 314 quận thành phố quận và một số trung đoàn của quân đoàn Tân Cương. Địa điểm này đã phải hứng chịu những thảm họa như lũ lụt, lở đất và mưa đá, bị ảnh hưởng bởi rãnh thấp của gió mùa Tây Nam. Từ hai ngày nay, nói chung có mưa to đến rất to ở Huệ Châu, Quảng Đông. Từ 8 giờ ngày hôm qua đến 14 giờ ngày hôm nay, có 69 trạm trên địa bàn thành phố. Lượng mưa vượt quá 50mm, trong đó 40 trạm vượt quá 100mm và lượng mưa lớn nhất xảy ra ở thị trấn Gen Long, huyện Huệ Dương là 200,2mm. Tình trạng ngập úng xảy ra ở nhiều nơi ở Huệ Châu và giao thông bị tắc nghẽn. Theo dự báo của Cục Khí tượng Huệ Châu, từ đêm nay đến ngày mai vẫn có mưa to đến rất to, có nơi mưa rất to cục bộ, có nơi kèm theo dông trong thời gian ngắn, gió giật mạnh, sét và các thời tiết đối lưu cường độ mạnh. Chiều nay, tín hiệu cảnh báo mưa bão ở quận Huy Trang và quận Vịnh Daya của thành phố Huệ Châu đã được nâng cấp thành cảnh báo đỏ. Mưa vẫn tiếp tục. Các phóng viên đã đến thăm và phát hiện ra rằng cầu Huệ Châu Giangbe, Giangshen, cầu Jishan, thành phố Ô Tô, Xinjiang, Kaohsiung, Xinjiao, Chenjiang và những nơi khác đều bị ngập úng ở các mức độ khác nhau. Trước trường tiểu học của Zhongtang ở Xiyao, một chiếc ô tô đã bị nhấn chìm trong nước chỉ còn phần mái. Dọc đường, phóng viên cũng nhận thấy nhiều đoạn đường bị ngập nặng khiến các phương tiện khi đi qua đều phải tắt máy đột ngột, giao thông có lúc ùn tắc nghiêm trọng.
Hôm nay là giải đua xe đạp quốc gia mở rộng được tổ chức tại Huệ Châu. Cuộc thi đã không dừng lại vì mưa bão. Hơn 300 người đi xe đạp từ khắp nơi trên cả nước đã tham gia cuộc thi dưới trời mưa. Bóng dáng của những người đạp xe đi qua cơn mưa tạo thành một cảnh quan tuyệt đẹp. Phóng viên được biết từ ba bộ quốc phòng ở Huệ Châu rằng ba bộ quốc phòng và các bộ phận khác đang theo dõi chặt chẽ điều kiện mưa nước, tăng cường công tác dự báo và cảnh báo sớm và phòng chống lũ lụt, đã làm tốt công tác phòng chống mưa lớn và các thảm họa thứ cấp, cũng như giám sát và cảnh báo sớm các thảm họa địa chất núi lửa. Ngoài ra, các đội cứu hộ khẩn cấp và trang thiết bị đã được chuẩn bị từ sớm để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, dưới tiền đề đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi trữ nước một cách khoa học. Thưa quý vị, theo tin từ Cục Thủy văn sông Trường Giang, Trung Quốc, do ảnh hưởng của lũ thượng nguồn, hồ chứa Tam Hiệp sẽ đạt đỉnh lũ 74.000 m3 trên giây vào ngày hôm qua. Đây là dòng chảy lớn nhất kể từ khi xây dựng hồ chứa Tam Hiệp. Ngoài ra, tỉnh Tứ Xuyên cũng đang chịu ảnh hưởng nặng do mưa lớn liên tiếp trong nhiều ngày. Lũ lụt đã khiến 1.200 người dân sống ở thị trấn Phong Châu thuộc địa phận thành phố Lạc Sơn bị mắc kẹt. Chính quyền địa phương sau đó đã phải điều động nhiều trực thăng chở đồ ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm tới cho người dân bị nạn. Nước lũ đã ngập đến tận ngón chân của Lạc Sơn Đại Phật, bức tượng khổng lồ có từ thế kỷ thứ 8 được tạc trên sườn núi. Ban quản lý danh lam thắng cảnh Trung Quốc cho biết đây là lần thứ hai xảy ra cảnh tượng này kể từ năm 1949. Trung Quốc đã nâng cảnh báo lũ lên mức cao nhất trong bậc thang 4 cấp độ tại tỉnh Tứ Xuyên. Vào 2 ngày trước đó, một chợ nông sản ở thành phố Trùng Khánh đã bị tốc mái vì địa hình thấp. Ngoài lưu vực sông Trường Giang xảy ra lũ lụt, nhiều cơn bão cũng theo nhau đổ bộ. Hiện tại, vùng ven biển phía đông nam Trung Quốc đang đối mặt với cơn bão số 7 có tên là Hikos. Sáng ngày hôm qua, cơn bão này đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông. Bên cạnh đó, khu vực Đông Bắc Trung Quốc hiện cũng đối mặt với thời tiết đối lưu mạnh. Tỉnh Liêu Ninh liên tiếp phát cảnh báo lũ, 11 hồ chứa vượt mức giới hạn. Tuyết rơi tỉnh Cam Túc, Trung Quốc bước vào mùa đông. Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Nam, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc vào ngày hôm qua đột nhiên trời đổ tuyết lớn. Đồng cỏ trong chốc lát phủ dày tuyết trắng, khu vực nhanh chóng bước vào mùa đông. Vật nuôi có thể rất khó chịu được cái lạnh đột ngột kéo đến này. Đoạn video được người dùng Twitter đăng tải cho thấy vùng Cam Nam bất ngờ trải qua một trận tuyết rơi dày đặc giữa mùa hè. Một màu trắng xóa phủ lên những ngọn núi, những ngôi nhà. Tuyết rơi ảnh hưởng lớn đến sự sống của những cánh đồng cỏ vốn đang trong thời điểm sinh trưởng mạnh mẽ, vốn là nguồn thức ăn chính của đàn bò Tây Tạng nơi đây. Lượng mưa liên tục trong hơn 10 ngày qua đã khiến nước sông dâng cao. Nông dân trồng táo và chăn nuôi ở huyện Đại Lệ, tỉnh Thiểm Tây, quê hương của táo Tàu, chịu thiệt hại nặng nề. Mưa liên tục trong hơn 10 ngày qua đã khiến lượng nước ở hạ lưu sông Lạc tăng vọt. Dân làng ở huyện Đại Lệ, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc nói với phóng viên của APA Times rằng những trận mưa xả lũ ồ ạt đã khiến hai con đập ở thị trấn Triệu Độ bị phá hủy. Việc trồng táo tàu và chăn nuôi gia súc của người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Còn theo báo cáo của giới truyền thông Đại Lục, huyện Đại Lệ, Vị Nam đã trải qua những trận mưa xối xả. Các sông Vị, sông Lạc trong khu vực đã liên tiếp xuất hiện những trận lũ vượt qua mức cảnh báo. Nước tràn bờ đê khiến hai con đập bị phá hủy, nước sông chảy ngược vào thành phố. Đã có khoảng 175.000 mẫu đất nông nghiệp bị ngập lụt và 25,126 người phải di tản và tái định cư. Huyện Đại Lệ có 108 ngôi làng bị ảnh hưởng, vụ thu hoạch mùa thu bị thiệt hại nghiêm trọng. Một số dân làng nói với phóng viên của Epoch Times rằng tình hình thiên tai ở thị trấn Triệu Đô, làng Thạch Tào, làng Lộ An, làng Bình Dân, làng Vũ Lâm và những nơi khác còn nghiêm trọng hơn. Bất ngờ nhận được thông báo di tản, dân làng hốt hoảng bỏ nhà đi. Huyện Đại Lệ nằm ở phía đông của Bình Nguyên, Quang Trung, Thiểm Tây là khu vực hợp lưu của sông Hoàng, sông Lạc và sông Vị. Ông Tân Minh, một người dân ở làng Tân Tứ, thị trấn Triệu Đô cho biết, những năm trước, nước sông Mẹ, sông Hoàng có dâng lên nhưng vẫn ổn. Năm nay, vì để bảo vệ Cam Túc và Hà Nam, lượng mưa xả ra quá lớn khiến đê ở huyện Đại Lệ không chịu nổi và đã vỡ. Ông Minh nói cả làng bị ngập hoàn toàn, nước sâu khoảng 2 mét, nhà cửa đồ đạc đều bị ngâm trong nước. Ông Minh kể lại rằng mưa bắt đầu vào khoảng ngày hôm đầu tháng do hệ thống thoát nước kém nên đã khiến nước tích tụ ở một số nơi. Nhưng vào lúc đó không có vấn đề gì lớn. Đến ngày hôm qua, bọn họ phát hiện nước sông chảy xiết hơn. Tầm 6 giờ sáng ngày hôm nay, lúc dân làng còn đang thu hoạch táo ngoài đồng thì bất ngờ nhận được thông báo của thôn rằng phải di tản ngay. Mọi người đều rất vội vã và hoảng loạn, không có thời gian để về nhà lấy đồ, không mang theo được cái gì cả.
Ông Minh cho biết vào thời điểm đó, mọi người đều nghĩ rằng họ có thể quay trở lại vào ngày mai và sẽ không có vấn đề gì lớn. Thế nhưng, nước chảy đến nhanh vô cùng. Ông Minh nói, khi ông di tản khỏi làng vào lúc 8 giờ thì thấy nước đã dâng đến đường nhựa. Hơn chục phút sau thì nước đã cao đến một gang tay. Ông Tiết Phi, một nông dân ở thị trấn Triệu Đô nói với phóng viên rằng nước lên rất nhanh, thời gian di tản lại tương đối ngắn. Gia súc lợn đều chết hết, những người nông dân bị tổn thất cực kỳ lớn. Gia đình tôi có hơn 100 con bò trị giá hàng triệu nhân dân tệ, tất cả đều mất sạch rồi, nhà cửa cũng vậy. Vụ táo tàu, tâm huyết của cả một đời đều không còn nữa. Táo tàu là đặc sản của huyện Đại Lệ đã từng được chọn là sản phẩm nông nghiệp mới chất lượng cao nổi tiếng toàn quốc. Táo tàu Đại Lệ là một sản phẩm nông nghiệp đã có chỉ dẫn địa lý. Hầu hết dân làng ở địa phương đều dựa vào việc trồng táo để kiếm sống. Táo tàu của huyện Đại Lệ là loại tốt nhất trong cả nước với sản lượng nhiều nhất, ông Minh nói. Những cây táo tàu gần như đều bị nhấn chìm hoàn toàn, nhà kính cũng bị ngâm trong nước. Một số nhà kính bằng nhựa thì bị lũ ép lên cây táo mà đổ sập hết. Gia đình ông Minh đã trồng 20 mẫu táo tàu, không có cây nào sống sót, toàn bộ số cây bị ngâm trong nước đều đã hỏng. Ông cho biết, để xây dựng một nhà kính tốn hàng trăm nghìn nhân dân tệ, năm nay tôi đã lỗ 4 đến 5 triệu nhân dân tệ, tâm huyết của cả một đời kinh doanh đều không còn nữa rồi. Nghề cá tại địa phương này cũng bị ảnh hưởng thiệt hại khá lớn. Ông Trần Dĩnh ở thị trấn Chiêu Ấp, huyện Đại Lệ là người đứng đầu một doanh nghiệp. Khi được phóng viên của Epoch Times hỏi về thảm họa, ông nói, chúng tôi phải tuân thủ một số chính sách của chính phủ, có rất nhiều thứ chúng tôi không thể nói với truyền thông. Bạn có thể tìm chính phủ để nói chuyện. Tuy nhiên, ông có cho biết, lúc đầu chúng tôi cũng để ý đến con đập, nhưng đột nhiên nước chảy rất lớn. Chúng tôi ban đầu là tự cứu lấy tài sản, nhưng thực sự cứu không nổi nữa nên đành di tản. Chúng tôi không biết gì cả, cũng không biết thượng nguồn xả lũ ở đâu, thiệt hại thì nặng nề. Ông tiết lộ rằng ông sở hữu một ao cá, hàng chục nghìn con cá đã bị lũ cuốn trôi, gần 1 triệu nhân dân tệ đã bị mất trắng. Chính quyền thị trấn không phân phát vật tư quyên góp. Sau thảm họa, người dân các nơi đã liên tục gửi vật tư cứu trợ đến vùng thiên tai. Chính quyền ở địa phương yêu cầu quản lý và phân phối tập trung, nhưng một lượng lớn vật tư đã dừng tại chính quyền thị trấn mà chưa được phân phối. Chúng tôi hy vọng rằng những món đồ quyên góp từ bên ngoài sẽ được trực tiếp gửi đến cho thôn, gửi đến thôn trưởng. Ông Minh cho biết, có 10 ngôi làng ở thị trấn Triệu Đô đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. Làng Tân Tư có hơn 2.000 người. Sau khi di tản, một số người đã đến lánh nạn tại nhà người thân bạn bè, một số người khác thì ở các khu tái định cư. Các khu tái định cư được bố trí ở những nơi không bị ngập lụt như sân trường học. Do quá trình di tản gấp rút nên dân làng đều chỉ mặc một bộ quần áo. Mấy ngày hôm nay nhiệt độ xuống thấp, ban đêm 5-6 độ, ban ngày chỉ khoảng 10 độ. Ông Minh nói, chúng tôi đều thiếu màn, quần áo, bông và các nhu yếu phẩm. Vào ngày hôm nay, đã có hơn 100 người dân trong làng được bổ sung vào khu tái định cư chỗ ông, nhưng chính quyền chỉ cấp cho 40 chiếc mền, ban đêm ngủ cũng khó khăn. Điều kiện của các khu tái định cư khác nhau, có nơi thậm chí không có giường, chỉ có thể ngủ dưới đất. Ông Minh cho biết, mặc dù mọi người đã di tản được nhưng họ rất lo lắng cho ngôi nhà của họ. Nếu ngôi nhà bị sập, thảm họa lần này sẽ quá lớn rồi. Trang CNN West đưa tin rằng, Quý Vạn Tài, một chuyên gia từ Sở Tài nguyên nước tỉnh Thiểm Tây cho biết, những trận mưa xối xả đã khiến mực nước ở lưu vực sông Hoàng, sông Lạc, sông Vị dâng cao. Ba dòng nước hội tụ nhưng hệ thống thoát nước không tốt, cuối cùng đã khiến lũ tràn bờ đê và đổ ra huyện Đại Lệ. Phóng viên của Epoch Times đã tìm kiếm trên mạng xã hội và thấy không ít dân làng ở các khu vực thiên tai như huyện Đại Lệ và thị trấn Triệu Đô đã phải đăng các bài viết nói rằng thượng nguồn bảo vệ Cam Túc, hạ nguồn bảo vệ Hà Nam nên Thiểm Tây đã mở cửa xả lũ lần thứ hai, lũ tràn qua Đại Lệ và khiến đập bị vỡ. Phóng viên của Epoch Times đã gọi điện đến văn phòng chỉ huy phòng chống lụt bão của huyện Đại Lệ. Nhân viên cho biết lần này họ không xả lũ, nguyên nhân thì giới truyền thông đều đã nói rõ. Phóng viên tiếp tục gọi cho Sở Phòng chống lụt bão thành phố Vị Nam. Một nhân viên nữ đã từ chối bình luận, chỉ nói rằng bộ phận tuyên truyền đã trả lời rồi, đồng thời cung cấp số điện thoại di động của một giám đốc họ Nhậm, nhưng phóng viên không gọi được. Theo báo cáo, đã có tổng cộng 293.000 người ở Đại Lệ, Vị Nam bị ảnh hưởng và 491.000 mẫu đất nông nghiệp đã bị ngập lụt. Lũ lụt đã làm hư hại đường xá, hệ thống thủy lợi, điện lực và các cơ sở hạ tầng khác. Thống kê sơ bộ cho thấy thiệt hại kinh tế của thảm họa lần này là 461 triệu nhân dân tệ. Cho đến thời điểm đăng bài báo này, vẫn chưa thấy số liệu cập nhật mới hơn về tình hình thiên tai. Vì chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn che giấu các thảm họa, nên tình hình thực tế không được thế giới bên ngoài biết đến.
Trước đó vào tháng 9, Thiểm Tây đã phải chịu một trận lũ lụt. Theo báo cáo, đã có 775.000 người tại 8 thành phố chịu ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế vào khoảng 4 tỷ nhân dân tệ. Đặc biệt là từ cuối tháng trước, 5 quận và huyện trong đó có Lạc Nam ở thành phố Thượng Lộc đã bị ảnh hưởng nặng nề. Khoảng 137.500 người ở 61 làng đã bị ảnh hưởng, thiệt hại về kinh tế là khoảng 2,9 tỷ nhân dân tệ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của Tin Mới của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.